Xin chào các em. Trong tiết luyện từ và câu hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em bài liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ trong sách tiếng Việt lớp 5, tập 2, trang 71. Cô mời các em cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu phần nhận xét với ba yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, trong câu in nghiêng dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước? Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ. Những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Đoàn Minh Tuấn. Các em quan sát câu in nghiêng. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ. Những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Và cho cô biết từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước. Yêu cầu thứ hai, nếu ta thay từ được dùng lặp lại bằng một trong các từ nhà, chùa, trường, lớp thì hai câu trên có còn gắn bó với nhau không? Yêu cầu thứ ba, việc lặp lại từ trong trường hợp này có tác dụng gì? Quan sát câu in nghiêng, ta thấy từ được lặp lại chính là từ đền. Vậy việc lặp lại từ đền này nhằm giúp cho hai câu văn có sự liên kết chặt chẽ về nội dung và nhờ vậy nó tạo thành đoạn văn, bài văn. Vậy qua bài học này các em cần ghi nhớ. Ghi nhớ thứ nhất, trong bài văn, đoạn văn các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. Ghi nhớ thứ hai, để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Cô mời các em nhắc lại ghi nhớ hai lần để nhớ nội dung bài học ngày hôm nay. Tiếp theo, cô mời các em đến với phần luyện tập với hai bài tập sau. Bài thứ nhất, tìm những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu. A. Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn. Nguyễn Văn Huyên. B. Trong một sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh Hà Đình Cẩn. Cô mời các em tìm những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong hai đoạn văn. Tiếp theo, cô mời các em đến với bài tập số 2. Chọn từ ngữ trong hoạt đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để các câu, các đoạn được liên kết với nhau. Từ ngữ trong hoạt đơn là cá sông, tôm, thuyền, cá chim, chờ. Nhiệm vụ của các em là sẽ điền những từ ngữ trong hoạt đơn này vào những chỗ trống thích hợp để làm sao cho các câu, các đoạn được liên kết với nhau. Bây giờ cô mời các em cùng thực hiện vào vở bài tập 1, 2 trong sách tiếng Việt trang 72. Cô chúc các em hoàn thành bài tốt. Chào tạm biệt các em.